Bộ Giao thông Vận tải đã có thông tin chính thức về dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo đó, dự án dự kiến được đầu tư toàn tuyến, hoàn thành năm 2035, sớm hơn 10 năm so với dự kiến. Đến sáng 1 tháng 10, các lực lượng bộ đội, công an, đoàn thanh niên cùng chính quyền địa phương, người dân ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả do lũ ống gây ra. Sau hơn một tuần đứng yên, giá vàng miếng SJC hôm nay tăng vọt 500.000 đồng lên 84 triệu đồng mỗi lượng, dù thế giới và vàng nhẫn đảo chiều giảm. Theo Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2024, các quận huyện thị xã trên địa bàn đã thu khoảng 11.013 tỷ đồng từ tiền trúng đấu giá đất, vượt cả năm 2023 là 9.200 tỷ đồng. Lực lượng phòng vệ Israel IDF sáng nay tuyên bố bắt đầu các cuộc tấn công giới hạn, khoanh vùng nhằm vào cơ sở của nhóm vũ trang Hezbollah ở những ngôi làng phía nam Lebanon, gần biên giới Israel từ trước đó vài tiếng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 30 tháng 9 nói tiếng Anh trong video dài 3 phút có phụ đề tiếng Ba Tư nhắm đến người dân Iran. Bây giờ là 18 giờ. Xin mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật các tin tức mới ngay sau đây. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đã được triển khai nghiên cứu trong hơn 18 năm với sự hỗ trợ của các tổ chức tư vấn quốc tế. Năm 2010, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đã được Bộ Chính trị tán thành chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, chưa được cấp có thẩm quyền thông qua. Căn cứ kết luận số 49 ngày 28 tháng 2 năm 2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp tục nghiên cứu toàn diện, kỹ lưỡng hơn về dự án, có tổng hợp kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao trên thế giới. Bộ Chính trị cũng thống nhất chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam với phương án đầu tư toàn tuyến theo hình thức đầu tư công, tốc độ thiết kế 350 km một giờ, vận chuyển hành khách đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng an ninh, có thể vận chuyển hàng hóa khi cần thiết. Đồng ý có cơ chế chính sách đặc thù đặc biệt để huy động nguồn lực hợp tác triển khai, rút ngắn tối đa tiến độ thực hiện. Về phương án đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam dài khoảng 1.541 km đường đôi, khổ 1.435 mm điện khí hóa, tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ đô la Mỹ, suất đầu tư dự án khoảng 43,7 triệu đô la Mỹ một km là mức trung bình so với một số nước khi quy đổi về thời điểm năm 2024. Trước đó, tối 30 tháng 9, mưa lớn cục bộ kéo dài đã gây ra lũ ống ở một số địa bàn ở xã Lưu Kiền, xã Lượng, Lượng Minh, huyện Tương Dương. Lũ ống đã khiến nhiều nhà dân bị hư hỏng, bùn đất tràn vào nhà, đường xá bị sạt lở, vùi lấp. Thầy giáo Nguyễn Văn Thanh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lượng Minh cho biết, tối 30 tháng 9, mưa rất lớn, kéo dài. Đến khoảng 22 giờ 20 phút, nước từ khe núi bất ngờ đổ về gây ngập sân trường, tràn vào nhiều phòng học. Rất may khu nhà ở bán trú nằm trên cao nên gần 300 học sinh đều an toàn. Sáng nay sau khi nước rút đã để lại lớp bùn đất dày, nhiều đồ dùng học tập, sách vở bị hư hỏng nặng. Nhà trường phải cho học sinh nghỉ học để tập trung dọn dẹp. Trên quốc lộ 7 đoạn qua xã Lưu Kiền, đất đá và cây cối tràn xuống đường khiến cho giao thông bị ách tắc nhiều giờ, cho đến sáng nay mới thông xe. Hiện có 4 bản vùng trong của xã Lượng Minh bị chia cắt do sạt lở đường. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 82 triệu đồng đến 84 triệu đồng một lượng, tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua. Tại 4 ngân hàng quốc doanh, giá bán vàng miếng ra thị trường cũng lên 84 triệu đồng sau khi ngân hàng nhà nước thay đổi giá bán can thiệp. Ngược chiều với nhịp điều chỉnh của vàng miếng, sáng nay vàng nhẫn trơn giảm nhẹ theo đà thế giới. Cụ thể, mỗi lượng vàng nhẫn tại SJC giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều, xuống còn 81,4 triệu đồng mua vào và 82,9 triệu đồng mỗi lượng bán ra. Tương tự, Doji và Bảo Tín Minh Châu công bố giá mua bán nhẫn trơn là 82 triệu đồng ở chiều mua vào và bán ra ở mức 82,9 triệu đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, sau khi xác lập kỷ lục 2.685 đô la Mỹ một ounce, kim loại quý trên thị trường quốc tế trong nhịp điều chỉnh vài ngày gần đây,
Hiện giá vàng thế giới giảm về 2.636 đô la Mỹ một ounce, quy đổi theo tỷ giá bán Vietcombank tương đương 78,6 triệu đồng một lượng. Chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện quanh mức 5,4 triệu đồng mỗi lượng. Thời gian qua có một số phiên đấu giá dư luận quan tâm như phiên đấu giá quyền sử dụng 19 thửa đất tại xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức với tổng diện tích 1.800 m², giá khởi điểm là hơn 7 triệu đồng một mét vuông, giá trúng đấu giá từ hơn 90 đến 133 triệu đồng một mét vuông. Hay như ngày 10 tháng 8, huyện Thanh Oai tổ chức đấu giá quyền sử dụng 68 thửa đất tại thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao với tổng diện tích gần 5.600 m². Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là từ hơn 8 đến 12 triệu đồng một mét vuông. Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ gần 52 triệu đồng một mét vuông đến cao nhất hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội cho biết hiện sở đang chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung triển khai xây dựng điều chỉnh bảng giá đất theo quy định nên chưa thể cập nhật ngay bảng giá đất sát với giá đất thực tế trên thị trường. Tuy nhiên, cũng theo Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, trên địa bàn thành phố Hà Nội xuất hiện tình trạng người dân tham gia đấu giá không có nhu cầu để ở, đấu giá nhằm mục đích kinh doanh, đầu cơ và tình trạng trả giá cao hơn giá thị trường để trúng đấu giá, sau đó không nộp tiền trúng đấu giá, tức là bỏ tiền đặt cọc, nhằm mục đích làm giá, thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường vẫn chưa được kiểm soát triệt để. Tel Aviv chưa thông báo cụ thể chiến dịch sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cho biết quân đội Israel đã được huấn luyện và chuẩn bị trong nhiều tháng. Hoạt động diễn ra ngay sau khi các lãnh đạo nước này phê duyệt kế hoạch tác chiến trong đêm 30 tháng 9, đánh dấu giai đoạn mới trong cuộc xung đột giữa Israel và nhóm Hezbollah. Về phần mình, Hezbollah rạng sáng nay tuyên bố đang nhắm mục tiêu vào các đơn vị IDF cơ động bên kia biên giới, nhưng không nêu chi tiết. Còi báo động rocket đã vang lên tại thị trấn Misgavam ở khu vực biên giới phía bắc Israel cùng những nơi lân cận. Chưa có thông tin về thiệt hại hay thương vong. Người dân ở thị trấn biên giới Aita Ansaf phía nam Lebanon đã nghe thấy các đợt pháo kích dữ dội cùng tiếng trực thăng, máy bay không người lái UAV trên đầu. Truyền thông Lebanon cho biết Israel đã tập kích tòa nhà ở trại tị nạn Ayn El Hilweh gần thành phố Sidon, đánh dấu lần đầu khu vực này bị tấn công kể từ khi giao tranh bùng phát đầu tháng 10 năm 2023. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Hill Miller cho hay Tel Aviv đã thông báo trước cho Washington về chiến dịch này. Times of Israel dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho hay chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hiểu và thông cảm với quyết định mở chiến dịch của Tel Aviv, nhưng lo ngại nguy cơ quân đội Israel sa lầy ở Lebanon hoặc sẽ mở rộng chiến dịch. Một quan chức Israel cũng tiết lộ nội dung trao đổi giữa hai bên. Trong đó, Tel Aviv thông báo rằng chiến dịch nhằm xóa bỏ các cơ sở của Hezbollah dọc biên giới Lebanon-Israel, tạo điều kiện cho thỏa thuận ngoại giao, buộc Hezbollah lùi khỏi khu vực sông Litani, phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông Netanyahu phát thông điệp nhắm đến người dân Iran giữa giai đoạn chiến sự Trung Đông leo thang nghiêm trọng sau khi tăng cường không kích nhằm vào Hezbollah ở Lebanon. Hạ hàng loạt chỉ huy cấp cao của nhóm Israel ngày 30 tháng 9 tiến hành chiến dịch trên bộ ở Lebanon. Trong thông điệp của mình, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo người dân Iran rằng chính phủ nước này đang kéo đất nước lún sâu vào bóng tối chiến tranh. Ông nói từng giờ trôi qua chính quyền của các bạn đang đẩy các bạn, những người con Ba Tư cao quý, tiến gần hơn đến vực thẳm. Ông Netanyahu nhận định chính phủ Iran ngày nào cũng tuyên bố hùng hồn về bảo vệ Lebanon, bảo vệ dải Gaza, nhưng thực tế đang kéo khu vực lún sâu vào bóng tối chiến tranh. Ông Netanyahu cảnh báo chính quyền Iran rằng không nơi nào ở Trung Đông này nằm ngoài tầm với của Israel và quân đội Israel sẵn sàng đến bất kỳ đâu để bảo vệ nhân dân và đất nước mình. Ông tuyên bố Iran và Israel chỉ có thể có hòa bình một khi đất nước Iran được tự do. Thủ tướng Israel nói đa số nhân dân Iran hiểu rằng chính phủ của các bạn không quan tâm gì đến các bạn. Nếu có, họ đã không lãng phí hàng tỷ đô la Mỹ cho các cuộc chiến vô nghĩa khắp Trung Đông, thay vào đó cải thiện cuộc sống cho người dân. Ông Netanyahu cho rằng những chương trình nghiên cứu vũ khí hạt nhân và mạng lưới các nhóm vũ trang thân Iran đã khiến Tehran không còn đủ tiền đầu tư vào giáo dục, y tế và hạ tầng cho người dân. Ông tuyên bố chỉ khi mạng lưới vũ trang của Iran trên khắp Nam Châu bị sụp đổ, nước này mới có thể phát triển chưa từng thấy nhờ có đầu tư quốc tế, du lịch và tận dụng nhân tài cho công nghệ sáng tạo.